Hello anh chị bạn nhà mình, buổi sáng vui vẻ anh chị bạn nhà mình ơi, tập trung đầy đủ nhìn comment nè anh chị bạn nhà mình ơi. Anh chị người nổi tiếng, anh ca chị hát người nổi tiếng ơi, theo như lời chị này yêu cầu, miền Trung đang lũ lụt, ngập lụt, quế đồ đang ngập lụt. Anh chị bạn nhà mình ơi, hãy động viên những anh chị, anh ca chị hát người nổi tiếng, hãy nhanh nhanh đi làm từ thiện đi, vì bây giờ đâu có ai cản bước chân của anh chị. Đâu có chị Hằng ngồi nói là ăn chặn, ăn trọn đồ đâu mà cản bước chân anh chị. Tại sao năm nay lại không làm vậy? Tại sao lại không làm, không giúp người ta để cho nước ngập tùm lum vậy? Chị này hỏi đúng đó. Tại sao từ thiện là một cái gì đó thật là thú vị mà tại sao không làm nữa vậy? Tại sao làm lẻ không vậy, không làm sĩ như hồi xưa nữa? Làm sĩ là mình đứng lên kêu gọi để cho người ta đưa vô tài khoản mình, tính toán thành nhiều con số, mình đi làm sĩ. Tại sao bây giờ làm lẻ tẻ làm chi vậy? Hở cái là xây chùa bên đảo làm chi? Người ta nói cứu lúc ngặt không cứu lúc nghèo, bây giờ miền Trung, miền ngoài đó ta đang ngập lụt đồ, ta đang ngặt lắm, mình hãy ra ngoài mình chung tay mình giúp sức đi. Tại sao không bỏ tiền túi mình ra giúp sức đi, hở một cách kêu gọi làm chi, rồi nhọc nhằn cái gì, rồi la làng cái gì, rồi chị nè chị về chị bán nhà bán cửa chị đi làm đi chị, đúng không? Tôi chỉ nói cuồn cuộn là cái gì đó thật là thú vị, chứ tôi đâu có nói từ thiện là một cái gì đó thật là thú vị đâu. Từ thiện thật là cái gì thú vị thì để cho anh ca chị hát anh làm, đúng không? Mình đi bán bóp cũng là từ thiện, mình đi kêu gọi cũng là từ thiện, mở miệng ra là mình từ thiện thì mình tự bỏ tiền túi mình đi làm đi, mình cứ kêu gọi người ta, còn người ta có làm ta tùy tâm người ta chị, đâu có ai ép ổn, đúng không? Tôi làm tôi cũng gần câu đâu có cần báo cho chị nghe. Bây giờ nè, trời ơi chị về chị kêu bà tiên của chị lội lũ cứu tiếp đi, mới có lội 6 ngày 2-3 căn biệt thự thì năm nay mình lội tiếp đi, biết đâu về đợt này ta nói mình là nhà mình là chải gấm vác vàng luôn, mình lội nữa đi, mình đừng bán đồ online chi cho nó mệt, lội đi. Hãy lội đi đừng ngại ngùng, mùa mưa lũ tới rồi, đúng không? Không ai trong mưa lũ, nhưng mà tại chị nhắc tôi mới nhớ. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ hồi xưa không có bà Hằng tôi không làm nữa, rồi bây giờ bà Hằng bà ở trong 3 năm rồi, tranh thủ làm đi, rồi kiếm được nhiều hay nhiều, năm sau kinh tế rồi nó khó khăn, kiếm được tranh thủ kiếm đi như chị nè, chị đứng lên chị kêu gọi chị cứu đi chị, không có nữa về bán nhà mình cứu. Còn tôi hả? Tôi đâu có nói từ thiện là một cái gì đó thật là thú vị, mà tôi đang nói là cuồn cuộn là một cái gì đó là thú vị, nhưng mà là sợ lờ không có gì vui, cô ưu tiên đừng nên sợ lờ chị nè, sợ lờ không có gì vui, chị ơi đừng nên sợ lờ, chị hiểu không? Chị cũng bớt sợ lờ lại đi, thì bớt sợ lờ lại, lo cơm lo áo nhà mình đi. Tôi đâu có lo cái chuyện là từ thiện là đừng có làm nữa là chi. Tôi biểu mấy anh chị đó tiếp tục làm đi làm bằng tiền túi mình, bán bớt biệt thự đồ ra làm để giúp dân, cái đó là chỗ ta khắc cốt ghi tâm luôn, đúng không anh chị bạn nhà mình? Buổi sáng vui vẻ nha.